mừng quý khán giả trở lại với khung giờ quen thuộc của Chuyện Hậu Trường. Kính thưa quý khán giả, sau tập phát sóng tuần này, chương trình Chinh Phục Thần Tượng đã tìm được thí sinh cuối cùng để bước vào vòng chung kết cho mùa giải năm nay. Với hình thức thi đơn ca và song ca, các thí sinh sẽ tung chiêu gì cùng thần tượng của mình để chinh phục ngôi vị quán quân. Chuyện Hậu Trường tuần này mời quý khán giả cùng khám phá những điều thú vị này sau khi điểm qua top 10 chương trình phim truyện được xem nhiều nhất trên toàn quốc nhé. Theo số liệu từ Kantar Media, truyền hình Vĩnh Long có 3 chương trình giải trí phim truyện góp mặt vào bảng xếp hạng toàn quốc. Xếp vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng là chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Sẽ chia những câu chuyện tình yêu cực kỳ dễ thương và chứng minh độ ăn ý tuyệt vời qua các thử thách của chương trình. Ba cặp đôi của Vợ Tôi Là Số 1 tuần rồi đã mang đến những phút giây vui nhộn và nhiều cảm xúc. Gặp ở quán cà phê á, anh ngồi anh cứ bấm điện thoại không à, không có nói chuyện gì hết, sao mà thấy khó ưa không? Lúc mới thì cũng hơi ngại á, mắc cỡ nữa. Thường nó nói mình muốn làm đám cưới hay làm lễ gì đó là mình lựa cái gì? 4 từ. Ngày làm tháng tốt. Chính xác luôn, ngay. Nè Út. Hả? Mày không mệt hả Út? Dạ mệt chứ, nhưng mà ráng làm. Vị trí thứ 6 thuộc về phim cổ tích Con Vịt Đẻ Trứng Vàng. Vốn tính hiền lành hay giúp đỡ mọi người, chàng Út bất ngờ nhận được món quà quý giá từ ông lão nghèo. Nhưng cũng từ đây, chàng vô tình rơi vào rắc rối vì sự tham lam của những người xung quanh. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với chàng Út cùng con vịt đẻ trứng vàng thần kỳ? Mời quý khán giả đón xem tập tiếp theo vào tối nay. Gỡ ra coi. Ủa vậy là sao? Trời ơi, gỡ không ra luôn. Trời ơi, tí ơi, con bụi kéo mẹ ra con. Dính rồi, lẹ con. Ủa tay con. Không ngoài dự đoán, quán quân bảng xếp hạng tuần qua thuộc về bộ phim Đánh Cắp Số Phận. Đắc ý với kế hoạch hãm hại Minh Anh, nhưng Mỹ Anh không ngờ sau cú ngã cầu thang, Minh Anh dần lấy lại ký ức và biết được sự thật về thân thế của mình. Má của chị ta đã cướp đi ba của con. Trong khi đó, Hải Đăng cũng quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân từng là niềm mong đợi khi nhận ra sự khác biệt quá lớn trong tính cách của vợ. Anh không còn lòng tin nữa em. Em không còn là người con gái mà anh thương. Nếu kéo cũng vô ích thôi. Em không thể nào ly hôn được. Dùng mọi thủ đoạn để có được thân phận của chị gái, Mỹ Anh liệu có dễ dàng buông bỏ những vinh quang phú quý? Và cái giá nào sẽ đến cho kẻ mang đầy giả tâm? Quý khán giả nhớ theo dõi những diễn biến cuối của bộ phim vào lúc 20 giờ thứ hai đến thứ bảy và xem lại sớm nhất trên ứng dụng THVLI. Trải qua vòng bảng cạnh tranh quyết liệt với bảng mashup Dưới Ánh Đèn Sân Khấu và Ngôi Sao Cô Đơn, ca sĩ Quốc Đại và học trò Dương Ngọc Hà đã xuất sắc giành tấm vé cuối cùng bước vào đêm chung kết Chinh Phục Thần Tượng mùa 3. Có những lúc cười hân hoan, có những lúc buồn miên man, có những lúc hoang tàn, ngọt thành một câu hát chảy thẳng vào tim. Chị thấy rằng hai cái bài hát này match up với nhau và có một cái ý tưởng xây dựng cái hình ảnh rất là hay. Em có cái thế mạnh về cái nốt cao, em đẩy giọng lên hơi mạnh, cao, sáng, đẹp. Dương Ngọc Hà, Phan Ngân. Vui cô ngày hôm qua ta mang theo, em chờ em mong em hy vọng, dù đời số ta về đâu vẫn nhớ mãi những ngày đầu. Thì khi mà các em kết thúc là chị đã thốt lên một câu là bè tốt quá, xử lý tinh tế từng câu từng chữ, nhất là cái bài phối có một đoạn lên tông thật là đẹp. Yun Nguyên. Cứ như thế phải nói rằng em cũng yêu anh bao lâu nay, người hỡi anh không nhận ra. Nhiều khi nhớ nhất từng bao đêm hình bóng anh, đợi chờ anh đến trong những giấc mơ, trao nụ hôn cùng những đóa hồng yêu. Sẽ mãi tình anh chỉ cho riêng em thôi và sẽ yêu em mà thôi. Cái bài hát này nó quá là trẻ trung, quá là sôi động, một cái màu mới mẻ, tạo cái năng lượng mà có thể lan tỏa đến tất cả mọi người. Bài phối nhạc hay quá luôn rồi, cả hai em mới hát vô bè tuyệt vời luôn. Cái sự mà dàn dựng của bài hát này đúng là có cái tính giải trí truyền hình rất là tốt. Quốc Phủ. Nhìn chung xa cách, đời đứng
khác rồi, còn lời trần trôi gửi đến. Giọng hát của em đẹp quá đi, ấm trầm dày mà nội lực. Em sẽ chinh phục được tất cả khán giả. Bốn thí sinh, bốn màu sắc, cá tính âm nhạc khác nhau, hứa hẹn đốt cháy sân khấu chung kết bằng những phần trình diễn vô cùng mãn nhãn, mãn nhĩ. Đến với chương trình chinh phục thần tượng mùa này, Phúc rất là vui khi mà Phúc được chia sẻ những kinh nghiệm cũng như là những kiến thức của mình lại cho các bạn trẻ. Và với mùa này thì Phúc cảm thấy là mặc dù là khi mà Phúc chỉ mới tham gia lần đầu tiên thôi, nhưng mà Phúc thấy là chất lượng của các bạn thí sinh của năm nay thực sự rất là tốt. Các bạn trẻ năng động, có sáng tạo và các bạn thể hiện rất là tốt cái cá tính âm nhạc của mình. Thì cá nhân của Thái Châu cảm thấy là tất cả các bạn thí sinh, mỗi bạn đều có một cái đặc biệt, một cái hay riêng của từng em. Và rất là vui, mỗi một em đều có một cái sự sáng tạo mới mẻ cho mỗi tập, cho mỗi một cái tiết mục của các em thể hiện. Và các em cũng rất là bản lĩnh và tự tin khi hát song ca cùng với thần tượng của mình. Thì ở cái đêm chung kết, Thái Châu cũng rất là mong muốn các em vẫn giữ được cái tinh thần phấn chấn như thế và cái bản lĩnh tự tin như thế để các em được tỏa sáng. Ở vòng chung kết, các thí sinh sẽ trải qua hai đêm thi đơn ca và song ca cùng thần tượng. Có mặt tại buổi ghi hình, ống kính hậu trường đã bắt gặp anh chàng điển trai Quốc Phú cùng thần tượng của mình là ca sĩ Quang Hà tập luyện vô cùng hăng say. Hãy xem thí sinh nam duy nhất góp mặt trong vòng này chia sẻ điều gì nhé. Quốc Phú cảm thấy rất là hồi hộp, xen lẫn với rất là nhiều cái niềm vui và thật sự là còn nhiều cái cảm xúc nhỏ khác nữa để bước vào đêm chung kết hôm nay. Với một đơn ca thì Quốc Phú lựa chọn một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được mang tên Dấu Chân Địa Đàng. Các ca khúc Quốc Phú và anh Quang Hà lựa chọn để song ca cùng nhau là ca khúc Tình Hờ của nhạc sĩ Phạm Duy, rất là đáng đo trong nhiều lần thêm thắt làm sao những cái nhạc cụ để đặc sắc nhất, đó là một cái kèn trumpet cũng như là hòa âm theo cái phong cách blue jazz rất là bắt tai để cho khán giả được cảm nhận thấy cái tinh thần cống hiến của Quốc Phú như là anh Quang Hà. Để phô diễn thế mạnh bản thân đồng thời tạo bất ngờ cho khán giả là một bài toán không hề đơn giản. Hãy cùng hồi hộp chờ xem thí sinh Quốc Phú và thần tượng Quang Hà sẽ tung ra các tuyệt chiêu ở hai đêm thi quyết định sắp tới nhé. Bão trên đầu, lời ca đâu trên cao. Ở mùa giải này, Phan Ngân cũng được đánh giá là đối thủ nặng ký cho ngôi vị quán quân bởi người hỗ trợ ca sĩ Nam Cường đã có kinh nghiệm ở những mùa trước. Thì một lần nữa Nam Cường lại đưa được thành viên của đội của mình vào đến đêm chung kết. Thì đó là một cái sự nỗ lực rất lớn của bạn thí sinh của đội Cường. Phan Ngân là một cô gái rất là bản lĩnh, cũng như là cái nắm bắt thị hiếu thì là Phan Ngân là một người có được cái tố chất đó. Đến vòng chung kết thì em muốn bùng nổ hơn và muốn mình có một cái màu sắc khác nữa và cũng thể hiện được cái thế mạnh vũ đạo của mình. Và Phan Ngân cũng là một người rất là thích những dòng nhạc về dân gian đương đại, cho nên là em đã nghĩ là mình sẽ làm một bài thi về dân gian đương đại và tìm được ra bài Tiếng Em Lụi Là và bài Son, bởi vì nó rất là giống màu với nhau để có thể kết hợp được cả hai bài hát đều rất là khó hát, cho nên là em cũng đã phải tập luyện rất là nhiều, rất là luyến lấy và tập luyện làm sao để mình hát mà mình vừa nhảy mà mình không bị hụt hơi ạ. Đến với đêm thi chung kết thứ hai thì em và anh Nam Cường lại tiếp tục một ca khúc mà nó nối tiếp câu chuyện của vòng song ca, đó là liên khúc hai ca khúc Mong Manh Tình Về và Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè. Bạn nắm bắt được cái tinh thần bài hát và khi mà Cường hỗ trợ cho bạn á, Cường cũng cho bạn những cái câu chuyện, bởi vì với những bạn trẻ khi hát những cái ca khúc mà mang tính tự sự
thì các bạn chưa có những cái sự tìm hiểu sâu về bài hát, và mình phải làm việc rất là nhiều về vấn đề tâm lý cũng như là kể những câu chuyện để bạn có thể hình dung ra cái khung cảnh khi mà mình hát như thế nào. Lựa chọn những bài hát có độ khó cao, sự phá cách và mạo hiểm của Phan Ngân hứa hẹn sẽ mang đến những cảm xúc mới lạ và bùng nổ. Trăng vẫn tròn, em vẫn Sonia, ôi à. Vậy còn Dương Ngọc Hà, một nàng thơ xứ Quế, sẽ chọn dòng nhạc sở trường hay phá cách như Phan Ngân? Hãy đánh thức trái tim ngủ yên, này hỡi trái tim đang ngủ yên. Wow. À, với liên khúc Mùa Thu Cho Em với lại Cảm Ơn Mùa Thu, thì em chọn với cách tạo hình là một nữ thần. Vì em muốn làm mới bài, cái khung cảnh của em hướng tới là một khu vườn ở trong chuyện cổ tích, và em là một nữ thần, và em đâu đó em nghe những cái nét đẹp ở xung quanh khu vườn đó, và em hình dung ra và em hát, và em muốn kiếm được cái người mà hoàng tử mình yêu. Dạ. Dương Ngọc Hà đang giữ phong độ rất là tốt trong cách hát, trong cái điều chỉnh làn hơi, cũng như trong cái sự tự tin về cách hát của mình. Thì Quốc Đại cảm thấy rất rõ một điều là Hà đang biết mình đang phải làm gì, đang phải thể hiện như thế nào. Bài hát trong chung kết 2 thì nó hoàn toàn khác bài chung kết 1. Nó là một cái ca cảnh, cũng chưa muốn bật mí nhiều. Mong mọi người cùng đón xem. Đối đầu với ba thí sinh mạnh về trình diễn, dàn dựng lẫn kỹ năng ca hát, nhưng Duân Nguyên vẫn là một ẩn số trong việc mang lại sự bất ngờ về mặt cảm xúc cho người nghe. Đầu tiên là chung kết 1 thì là cái mashup giữa cái khúc Người Ta Nói và Hai Đàn Như Thế. Hit của anh Hoàng Phúc là idol từ tuổi thơ của em. Cái sự đặc biệt ở đây là nó có một chút DJ như nhạc IDM sôi động hơn, có thể thể hiện được vocal cũng như là có phần nhảy. Bài mà em và anh Ưng Hoàng Phúc song ca ở chung kết 2 là cũng là một bản mashup ca khúc Buông Tay Lặng Im và Giờ Thì Anh Hứa Để Làm Gì. Thì thật ra là cũng không có phải sở trường của em, nhưng mà đó, từ cái không phải cái sở trường của em á, thì em mới suy nghĩ là mình có nên làm một cái gì đó của mình sở trường không ta. Thì ngay là trong cái đêm mà tổng duyệt á, thì em nghĩ hay là mình viết một cái đoạn rap đi, mình viết những cái đoạn rap rồi đó thể hiện cái sở trường của mình một xíu đó. Thì cũng may là em kết hợp nó, và bây giờ cũng cảm thấy là ổn, là mọi người hãy đón xem nha, rất là thú vị á. Từng thành công khi tái hiện lại bản hit của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, liệu lần này Duân Nguyên có tiếp tục khiến ban giám khảo đứng ngồi không yên và khán giả phải dở quà khi những ký ức về bài hát của thần tượng ô về? Chúng ta hãy cùng đón chờ điều bất ngờ đó nha. Đừng nên cố bước cùng nỗi đau, tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. Thỏa sức sáng tạo, thể hiện mình ở các dòng bản đã là một chặng đường của sự trải nghiệm cho các thí sinh, sự trưởng thành để mang đến đêm chung kết. Vì thế, chung kết Chinh Phục Thần Tượng mùa 3 hứa hẹn sẽ là một không gian âm nhạc cực kỳ mới lạ, nhiều màu sắc và thăng hoa về cảm xúc. Ai xứng đáng trở thành quán quân Chinh Phục Thần Tượng mùa 3? Chắc hẳn là quý khán giả đã có lựa chọn riêng cho mình. Tuy nhiên thì kết quả vẫn khó đoán khi bốn thí sinh đều có những ưu thế riêng. Quý khán giả đừng bỏ lỡ những màn trình diễn đặc sắc trong hai đêm chung kết của Chinh Phục Thần Tượng mùa 3. Còn bây giờ, Mỹ Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình Chuyện Hậu Trường tuần sau.